nay mình hướng dẫn anh em ghép cái này chắc phone nha, à phone sáu lút chắc phone này. Đó. Mình ghép bằng cái sim trắng này nha, sim trắng AT&T này, mình đã nạp mã CCD mới nhất vô nha. Rồi. Cái này thao tác rất là đơn giản. Không nhận sim nó hơi ngu ngu rồi. Thử lại coi. Cũng lẽ mình phải sửa khi sim lần nữa. Cái mã này là mình đã nhập nhà mã mới rồi nha. Rồi, chờ tí kích hoạt cho thôi. Không mua hai cái. Ngã hình quá vô rồi. Đây, cái máy này thì mình không cần cài, phải không giới hạn sim rồi nha anh em. Mình không cần phải cài VPN kết gì hết. Đơn giản thôi. Lật 10.000. Anh để bán rẻ mà anh thấy cái đẹp anh càng bán rẻ hơn nữa. Em nhắn cái kia bao nhiêu? Kia hơn 100.000. Thì là dán loại rẻ là không ngon nha. Đó, xong rồi nha anh em. Rồi chúc anh em vui vẻ nha.